chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng một gia đình. Anh sẽ chia sẻ cho mọi người biết anh tên gì, ở đâu và đang làm gì. Thì con dù xe Nguyễn Văn Vượng ạ. Tôi đã nói rồi, xin mời các anh chị vui lòng nói to lên, không phải là nói cho tôi nghe, mà vui lòng nói to lên như là liền chứng đó, để cho cả cộng đoàn và mọi người trên thế giới được nghe những lời chứng đó. Xin vui lòng nói to. Dạ, con chú xe Nguyễn Văn Vượng ạ. Gia đình con về từ đây, từ Nam Cali, Mỹ ạ. Vâng, đây là một gia đình là từ Nam Cali bên Mỹ. Rồi chị nói cho mọi người biết là gia đình chị mấy người con và tình hình trạng nó như thế nào. Dạ, nhà con có ba cháu. Đây là lớn nhất và hai cháu này sinh đôi. Rồi, đây là cháu lớn nhất được bao nhiêu tuổi và hai cháu sinh đôi như thế nào? Dạ, cháu lớn nhất là được 9 tuổi và hai cháu sinh đôi là được 3 tuổi rưỡi. Rồi, chúng tôi thấy là hai cháu sinh đôi mặc áo giống nhau và cũng quậy giống nhau. Anh chị cho biết là hai cháu mạnh khỏe hay là bệnh tật như thế nào, và lý do gì anh chị từ ngoài bên Mỹ bay về bến giáo điểm tin mừng chúng tôi đây? Ồ, dạ, hai đứa con của con thì nó chậm nói, với lại nó bị tăng động. Dạ, nó bị tăng động nữa. Dạ, nó bị chậm nói. Vâng, rồi bên anh chị từ bên Mỹ về đây thì sao biết được giáo điểm tin mừng mà về đây, và về đây với mục đích gì thì xin nói cho mọi người biết. Con có nghe trước là má của con nói, rồi con cũng không có để ý lắm. Xong rồi sau này thì con có nghe nhiều người nói, và con coi trên YouTube thì con biết giáo điểm tin mừng. Rồi tụi con cầu xin là để về đây, trở về đây, và Chúa đã giúp tụi con về tới nơi an toàn. Đó là cái ơn thứ nhất, là ơn được nhận biết lòng thương xót Chúa và đưa cả gia đình về tới Việt Nam đến giáo điểm tin mừng an toàn. Rồi ước nguyện của anh chị như thế nào để chúng tôi được chia sẻ với gia đình của anh chị, cái khó khăn trong đời sống gia đình như thế nào để cầu nguyện cho anh chị? Dạ, ước nguyện của tụi con là xin Chúa chữa lành cho các con của con, và gia đình của con thì lúc nào cũng thương yêu nhau và luôn biết tín thác vào Chúa. Vâng, thưa anh chị em, người ta không có xin cho nhà cao cửa rộng, không có xin cho nhà lầu xe hơi, mà chỉ xin cho vợ chồng biết thương yêu nhau và gia đình biết tín thác vào Chúa. Đây, sẽ gửi tặng cho con ảnh lòng Chúa thương xót nha. Để con đem về bé, đây gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cảm ơn. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, chẳng chúc mừng côi Chúa lòng thương xót. Và cái móc khóa lòng Chúa thương xót, đây tất cả những gì có thể có được ở Việt Nam xin gửi tặng cho con, đem về Mỹ để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúc gia đình chúng con về bình an và hai cháu được mạnh khỏe. Uống xong chưa? Rồi, mời lên đây con.